Hey, chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong các tìm hiểu Excel thực tế và hôm nay tôi sẽ tiếp tục bài về công thức mảng trong Excel để đưa cho bạn một ví dụ, một công thức rất là thú vị. Tôi vọng rằng sau bài về công thức mảng bạn đã tìm hiểu thêm về công thức mảng là gì và đã tự tạo cho mình được một công thức mảng ở trong Excel đúng không ạ? Và hôm nay thì bài toán của chúng ta sẽ là Chúng ta đang có một bảng báo cáo bán hàng như thế này, có ngày bán, à mặt hàng và số lượng. Tiếp theo đó là chúng ta đang có một cái bảng danh mục sản phẩm ở đây có à mã sản phẩm là gì và giá bán là bao nhiêu. Nhiệm vụ chúng ta cần tính ra tổng doanh thu bán được của tất cả sản phẩm ở đây. Nếu như bình thường chúng ta làm thì chúng ta sẽ phải sử dụng công thức như sau. Bước 1 là chúng ta phải tìm ra giá bán đúng không ạ? Bạn sẽ phải tìm ra giá bán. Sau đó chúng ta sẽ tính thành tiền đúng không? và cuối cùng thì chúng ta sẽ tính tổng doanh thu bằng tổng các thành tiền lại với nhau đúng chưa ạ? đó là cái cách mà chúng ta vẫn hay sử dụng để làm ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là vlookup đúng không ạ? công thức vlookup bạn còn nhớ không ạ? chắc chắn rồi rất là thành thạo đúng không ạ? hai và FAILS đúng không ạ? bạn sẽ tìm ra được cái giá bán ở đây rồi bạn sẽ tính thành tiền bằng giá bán số lượng nhân với giá bán và cũng tương tự như vậy đúng chưa ạ? rất đơn giản ở đây thôi à, format lại thành dạng số đó chị ạ sau đó thì tổng doanh thu của bạn mà rằng xăm của các à, cái thành tiền này đây như vậy thì chúng ta đã có tổng doanh thu là 814 triệu như thế này nhưng nếu như tôi đang cần sử dụng một công thức khác để tạo ra tổng doanh thu mà không cần tính giá bán và thành tiền như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng công thức mảng như thế nào ở đây thì chúng ta sẽ nhớ lại một số cái hàm mà chúng ta đã được học ở bài trước đó là hàm sum if được chưa ạ? Nếu tôi sử dụng sum if như thế này thì bạn thấy sao? Sum if truyền vào vùng là product ở đây. À, critical tôi sẽ chọn là mặt hàng là product 1 ví dụ ở đây và phần sum rank tôi sẽ chọn phần giá bán. Vậy thì bạn có để ý rằng công thức này giống hệt như cái công thức value up của chúng ta đúng không ạ? bởi vì trong cái phần range này và vùng điều kiện này thì một sản phẩm chỉ xuất hiện một lần chính vì thế sum của nó thì bản chất chính là giá bán của nó đúng chưa ạ điều kiện là product một và nhấn enter thì bạn có thể thấy rằng nó trả về chúng ta đúng cái giá bán của product một tương tự như vậy nếu chúng ta tính cho product hai là à, giả sử như là b 6 đúng chưa ạ b sáu ở đây đó thì nó sẽ ra là hai ba nghìn được chưa ạ đó thì đó là nếu như sùng xăm ít thì chúng ta sẽ tính nhận được giá bán của cái sản phẩm đó như thế nhưng ở đây điều kiện truyền vào bạn chú ý nhé tôi sẽ không truyền vào một số nữa tôi sẽ không truyền vào chỉ một mặt hàng mà tôi sẽ truyền vào cả một mảng mặt hàng như thế này đó từ B5 đến B1 và bây giờ bạn còn nhớ phím F9 không ạ bây giờ tôi sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng xăm ít này và nhấn F9 F9 như ở ví dụ trước tôi đã nói cho bạn thì nó sẽ tính ra được cho chúng ta giá trị mà Excel sẽ tính được sau khi chúng ta nhấn Enter đúng chưa ạ? Bây giờ chúng ta nhấn F9 bạn sẽ thấy này. F9. Bạn thấy chưa ạ? Excel đã tính cái hàm SUMIF của chúng ta vừa nhập vào tạo ra một mảng các số như ở đây, được chưa ạ? cho Z lại để cho bạn nhìn thấy công thức của chúng ta. Range chúng ta là mặt hàng, điều kiện của chúng ta là một mảng các sản phẩm phải chưa ạ? và sum của chúng ta chính là giá bán đúng chưa bạn chú ý nhá critical của chúng ta ở đây là một mảng đó và khi đấy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang tìm giá bán cho tất cả các sản phẩm này và sum if này sẽ trả về giá bán cho từng sản phẩm F9 chúng ta sẽ thấy rằng sum if hàm sum if đó đã trả về chúng ta một mảng các sản phẩm tương ứng với các mặt hàng ở đây product 1 có giá là 15.000 product 2 có giá là 12.000 product 3 tương tự 14.000 product 1 đúng chưa ạ thì như vậy thì chúng ta đã tạo ra được một mảng các giá bán ở đây Và rất đơn giản việc tiếp theo của chúng ta đó là Nhân cái mảng này với mảng số lượng Thì chúng ta sẽ ra được tổng doanh thu đúng chưa ạ và việc này thì liên tưởng cho chúng ta tới hàm Sum product đúng chưa ạ Một mảng nhân với một mảng đúng không ạ Và tuần tự nhân với nhau Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum product được chưa ạ Cần cho Z này Sum product được chưa ạ Array 1 của chúng ta tôi sẽ truyền vào là cả cái hàm sum này đúng chưa ạ? Bởi vì xăm if này của chúng ta F9 này thì nó đang là một mảng mảng các giá bán được chưa ạ? Tương với các bạn hàng ở đây. Mảng thứ hai thì rõ ràng rồi nó sẽ là số lượng ở đây và đóng ngoặc lại. Chúng ta đã xong công thức sum product ở đây và chúng ta có phải nhấn Ctrl Shift Enter không ạ? Bạn hãy nghĩ thì 5 giây xem, chúng ta có phải nhấn Ctrl Shift Enter không? công thức mảng thì chúng ta phải nhấn Ctrl shift enter đúng chưa ạ? Vậy tôi hỏi bạn rằng trong công thức sample đây, chúng ta có phải nhấn Ctrl shift enter hay không? Bạn suy nghĩ đi ạ. Vâng. Ừ, chắc chắn rồi, đáp án là chúng ta không phải nhấn Ctrl shift enter. Vì bản chất rằng tham số truyền vào của hàm nó là một mảng rồi các bạn ạ. Và như vậy thì chúng ta chỉ cần nhấn enter thôi. Đúng không? Nói ra 814.000 như ở đây chính xác cái kết quả mà chúng ta đã tính dựa vào VLOOKUP ở trên đúng không ạ? Đó, thì tôi sẽ viết lại công thức ở đây, bạn chú ý nhé, tôi sẽ viết lại này. Chúng ta sẽ có dùng SUM PRODUCT, sau đó thì SUM IF, đúng chưa ạ? Và truyền vào à, bảng mặt hàng này, à, CRITICAL của chúng ta sẽ là toàn bộ mặt hàng ở đây và điều kiện và SUM RANK của chúng ta sẽ là giá bán ở đây, đúng chưa? Array thứ hai của chúng ta sẽ là số lượng và Enter Rất đơn giản thôi thì chúng ta đã tính được tổng doanh thu Và không phải sử dụng hai cột giá bán và thành tiền như ở đây đúng chưa ạ Chúng ta có thể xóa đi đúng chưa Và tổng doanh thu này chúng ta sẽ không tính nữa không tính sử dụng công thức này nữa đúng chưa ạ và như vậy thì chúng ta có thể đơn giản chỉ cần sử dụng một công thức sum product như ở đây thì chúng ta đã có thể tính được tổng doanh thu rồi và bài tập cho các bạn ngày hôm nay Chúng ta sẽ có một báo cáo kinh doanh và hãy sử dụng công thức để thực hiện các phép tính thống kê bên dưới, được chưa? Tôi đã có hai bài tập dành cho bạn hai thôi nhá. Đó là à, bảng này bạn hãy tìm cho tôi giá trị nhỏ nhất tồn kho của các mặt hàng loại 2. Loại 2 đó. Và bài tập tiếp theo đó là giá trị xuất kho lớn nhất của mặt hàng mực được chưa? Nhưng điều kiện sẽ là mực và bạn hãy tìm cho tôi lần xuất kho lớn nhất của mặt hàng mực được chưa ạ và hình như rằng hình như nhá chúng ta sẽ phải sử dụng công thức mảng đó và hy vọng rằng bạn sẽ hoàn thành bài tập này thật là tốt được chưa ạ và nếu như có bất kỳ khó khăn gì trong quá trình làm bài tập này hãy email với tôi hoặc là trao đổi thảo luận trên diễn đàn tôi sẽ hỗ trợ các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo xin chào